Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Lê Hồng Trung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món rất là đặc biệt. Mình nấu riêng cái món này dành cho con mình ăn. Hôm nay chỉ có ba cha con ở nhà thôi. Và cái món này đố các bạn biết là cái món gì luôn. Đó. Các bạn mà biết cái món này mình chắc chết liền. Đó. Các bạn có biết món gì không? Mình sẽ đây là để mình bật cái bếp lên nhé. Nhỏ lửa. Rồi. Đây là xúc xích mua từ bên Đức. Đó. Đây là món xúc xích. Xúc xích này mua từ bên Đức nè. Còn cái trứng gà này á mua từ Ả Rập Xê Út. Đó. Mình đập vào đây. Còn đây là cơm. Cơm này thì bạn nhìn thấy hạt gạo rất ngon luôn. Cái này đặt mua tại Cuba. Đó, mình sẽ chiên cơm xúc xích. Để xem con mình có ăn được không. Con mình nó thích ăn xúc xích mà nó hơi khét khét một tí. Ông quên, hơi cháy cháy một tí thôi. Đó, nó thích ăn kiểu này. Mà không biết là món này nó ăn được không này. Đó, giờ chúng ta tắt bếp đi. Rồi. Thấy không? Vì có trứng gà nên nó phồm lên vậy. Dầu ăn là dầu ăn của em bé các bạn nhé. Dầu ăn là mình mua tại Singapore. Đó. Còn quả bí này là mua từ bên Mỹ này. Đó, nhìn thấy bí không? Quả bí này mua từ bên Mỹ gửi về. Đó, thấy không? Nó tan lớp mà nhìn thấy nó hấp dẫn luôn. Ok, cầm sẽ check up à. Ok, bây giờ mình sẽ bới cơm vào nhé. Dạ, mua từ Cuba đây, rất là ngon luôn. Con mình nó ăn cơm đều lắm nhỉ. Một lần nó ăn 2 tô. Okay. Làm cho đều cơm ra xíu. Để tắt bếp nha, nó cháy quá con không ăn được. Khét. Bây giờ đều cơm rồi đúng không? Đều cơm rồi thì thử nước xúc xích. Thực phẩm này là sẽ nên là nên gia vị thì cũng có thì trứng này thì mình trứng thôi muối. Đây là gia vị. Vào đây. Bật lại bếp. Giờ cho các bạn nhìn nè. Đây. Đây, bây giờ nó như này nhá. Ý mình sẽ làm nên nó nhìn nó khác hơn. Okay.
món này thì tất cả các người bố đều làm được các bạn. Mẹ ở nhà nấu cho con ăn mà con lười ăn đó, bạn nấu món này cho con đó thì bao nhiêu cũng hết, em giữ các bạn luôn, bao nhiêu cũng ăn hết luôn. Nếu thì thường thường là đừng có cho chảy quá các bạn nhé, chảy quá thì hạ cái dần dày, dần dày dày trẻ con thì nó đang còn yếu. Hơi to. Đảm bảo với các bạn là các bạn người bố thì chưa chắc hẳn là nấu được cái món này đâu. Nhiều ông bố cái mẹ bán nhà là cái cháo dinh dưỡng cứ mua thật gọn gàng á, nhưng mà sai lầm, con đủ tuổi lớn rồi, nó ăn cơm rồi thì toàn ăn cơm nó mới no lâu được, đêm nó không bị đói. Ăn cơm xong là làm một bình sữa nữa, không khi nhưng mà lấy cái này thì không nên bỏ mặn quá, không nên cho nhiều muối quá. Không biết ăn cũng tốt. Mình không phải là đầu bếp nhưng mà cái món này thì mình học cái quên học cái mạnh ít mà còn tự chế. Tại vì mình mỗi người á có thể nhìn thấy con mình có thể muốn ăn gì, xúc xích thì có muốn ăn không, tính thì là chỉ ăn kiểu gì. Nếu mà các bạn luộc lên thì thường thường thì không biết, nó chỉ thích ăn làm trắng thôi. Nhưng khi mình chiên lên đó, thì chiên kiểu gì nó thích đó. Cứ bỏ một tí dầu xong rồi đập trứng vào, đập thẳng trứng vào xong rồi nhảy đều lên, đảo liên tục, nó sẽ làm vỡ cái miếng trứng ra, nó từng hạt, nó rất là hấp dẫn. Mít nó sẽ ăn liền. Các bạn thêm từng miếng thì chắc là ăn đâu. Cái này phải đại liên tục cho nó cháy. Các bạn sẽ nhìn thấy cái món cơm mình nấu, con nít nó nhìn vào nó cực kỳ hấp dẫn luôn. Người lớn không nói rồi, người lớn mà gặp mình thiên tắt bê cả cái chảo ra. Nhưng mẹ nó ở nhà mình mà trên cơm mình nhiều khi á mình kêu là mình kinh dở để mà họ phải nấu. Nhưng mà nếu mà mình nấu ăn chó chạy nước mắt luôn. Ok, tắt bếp và giúp đảm bảo các bạn nhìn thấy cái nồi cơm của mình nấu không liền, rất liền luôn nha. Tuyệt tác đến từ Ả Rập Xê Út, Singapore và Cuba đó, kết hợp ba nước các bạn nhìn hấp dẫn chưa. Mình không nên chiên vàng quá, tại vì vàng quá nó sẽ cháy, và cháy nó sẽ gây ra ảnh hưởng cho cái dạ dày của trẻ con. Mình ăn thì mình sẽ chiên thêm một tí nữa, nhưng mà
trẻ con thì bằng này thôi. Thôi mình xin phép dừng video tại đây, là ba con mình đi chiến cái chảo cơm này đó. Các anh các chị, nếu mà các chị mà vắng nhà thì nhớ làm cái món này cho con ăn nhé, đảm bảo không ghiền, chất lượng luôn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho cha con mình nhé.